Chiều ngày 7 tháng 7, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Tá Hoàng Vũ khẳng định, với nguồn cung ứng dồi dào và các kênh phân phối đa dạng, người dân Thành phố Hồ Chí Minh không cần lo lắng về việc thiếu hụt lương thực thực phẩm thiết yếu trong mọi tình huống. Cụ thể, Sở Công Thương tổ chức tăng lượng hàng hóa cung ứng của các hệ thống phân phối hiện đại, chủ lực như Sài Gòn Co-op, Satra, Bách Hóa Xanh, gia tăng năng lực dự trữ và bán hàng lên 120.000 tấn một tháng. Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 106 siêu thị cung cấp lương thực thực phẩm, 112 cửa hàng chuyên về thịt gia súc gia cầm, 2.469 siêu thị mini và cửa hàng tiện ích, 28.700 cửa hàng bách hóa bán thực phẩm phục vụ cho người dân thành phố. Các tiểu thương và thương nhân tại ba chợ đầu mối tổ chức tiếp nhận hàng hóa thông qua các điểm trung gian, trung bình một ngày đêm tiếp nhận khoảng 4.000 đến 5.000 tấn rau củ quả, thực phẩm tươi sống. Đối với thành phố Thủ Đức và các quận huyện giáp ranh các tỉnh, thông qua nghiên cứu rà soát, chuẩn bị phương án hỗ trợ hoạt động vận chuyển hàng hóa liên tỉnh trong trường hợp các tỉnh áp dụng chủ trương cách ly người đến từ thành phố, thiết lập các vùng đệm để tập kết hàng hóa, tổ chức khử khuẩn phương tiện, thay đổi tài xế, bàn giao phương tiện để tiếp tục vận chuyển lưu thông hàng hóa được hoạt động trở lại khi đảm bảo điều kiện theo quy định. Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động của chợ để sau thời gian tạm dừng có thể nhanh chóng kinh doanh ổn định trở lại. Trong đó chú trọng các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế, Sở Công Thương và các cơ quan chức năng có liên quan. Với năng lực dự trữ và cung ứng của các hệ thống phân phối, các doanh nghiệp bình ổn thị trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị người dân không tập trung đông người mua sắm tích trữ hàng hóa, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và hãy cùng đồng hành trách nhiệm với thành phố để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.